Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn khán thính giả tập 24 của bộ truyện Thần Ấn Vương Tọa, tác giả Đường Gia Tam Thiếu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Buổi sáng sớm, mọi người đang tập trung ăn bữa sáng. Khi mà Long Hạo Thần và Thải Nhi cùng xuất hiện ở trước mặt của đồng bạn, bao gồm cả Cao Anh Kiệt, mỗi người đều nhìn họ với ánh mắt quái lạ. Thải Nhi không nghe thấy nhưng mà cũng cảm giác ra không khí hơi biến đổi. Khăn che khuất khuôn mặt của nàng nên là người ta không nhìn thấy biểu tình của nàng. Lúc này 9 đội săn ma đoàn cũng đang ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm, đợi lát nữa sẽ tiếp tục lên đường. Lâm Hâm lúc này sắp lại gần nói nhỏ vào tai của Long Hạo Thần: "Tốt lắm, đoàn trưởng ạ. Quả nhiên không uổng danh thiếu niên xuất anh hùng mà." Long Hạo Thần thì hơi khó hiểu hỏi: "Sao vậy?" Lâm Hâm cười tà mà nói: "Thì tối hôm qua lĩnh đội tới phòng của cậu tìm có việc, nhưng mà không thấy cậu ở đó. Ai dè cậu cả đêm không trở về phòng. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải có chừng mực, phải có chừng mực thôi." Long Hạo Thần lúc này mới hiểu đồng bạn sắc mặt kỳ quái là vì cái gì, bỗng có chút xấu hổ mà nói: "Thôi, ăn cơm, mọi người mau ăn cơm đi." Hắn vừa nói vừa bước lên, trước tiên múc cho Thải Nhi chén cháo, gắp một ít rau và chính mình cũng ăn. Tuy mắt của Tư Mã Thiên không có xấu xa giống như là Lâm Hâm, nhưng mà khi nhìn Long Hạo Thần cũng có vẻ quái quái, còn lặng lẽ hườn hắn giơ ngón tay cái nữa. Long Hạo Thần vùi đầu vào ăn cơm, làm bộ như là không trông thấy gì cả. Khi họ ăn xong bữa sáng rồi lại leo lên xe ngựa, Cao Anh Kiệt lúc đi ngang qua Long Hạo Thần dường như vô ý nói một câu: "Tiến triển có chút nhanh nhỉ?" Long Hạo Thần nghe vậy co giật khóe miệng, cuối cùng thì cũng không giải thích điều gì. Hắn đâu thể nói kỳ thật là tôi cái gì cũng chẳng làm. Sự thật là sáng sớm ngày hôm nay, khi mà Thải Nhi mắt mông lung thanh tỉnh, cảm thấy hắn không đáp cái gì, liền lặng lẽ kéo chăn bao trùm hắn. Sáng sớm thì Long Hạo Thần không giống tối hôm qua, bởi vì cảm động mà vô hạn tăng cường lực khắc chế. Ôm thân hình ấm áp mềm mại của Thải Nhi trong chăn thực sự là khảo nghiệm ý chí kiên cường của hắn. Trong lòng vốn có tật giật mình, lại còn bị đồng bạn cười cười, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi. Ngược lại thì Thải Nhi không có gì xấu hổ cả. Nàng hơi thẹn thùng, nàng sống nội tâm mà, đều chỉ vì tên ngốc kia mà bày ra. Ở trong mắt người khác thì nàng như cũ là tuổi trẻ thích khách số 1 lạnh như băng mà thôi. Sau đó qua 10 ngày, 10 tổ săn ma đoàn thì gần như là đều trên xe ngựa. Mỗi ngày đều ngày đi đêm nghỉ thẳng đến biên cương của Liên minh Tổng Bộ. Cao Anh Kiệt hành động như đã từng nói, mỗi ngày đều dùng thời gian nhất định truyền thụ kinh nghiệm cho Long Hạo Thần. Tuy gã nói với cả Long Hạo Thần, nhưng mà những người khác dĩ nhiên là cũng có thể nghe thấy. 10 ngày qua thì mỗi người đều có cảm giác được lợi không ít. Đồng thời dưới sự cung cấp tụ linh đan của Lâm Hâm thì Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi nội linh lực rất nhanh tăng tiến. Đương nhiên Sử Hiểu Tuyết thì không có đặc quyền như vậy. Dù sao thì cô nàng cũng chẳng phải thành viên của săn ma đoàn,
chế tạo đan dược không phải chuyện dễ dàng. Thời gian này thì mọi người trong đội đã xác định vị trí. Long Hạo Thần chính là đoàn trưởng, sức chiến đấu mạnh nhất. Thải Nhi làm phó đoàn trưởng. Lâm Hâm thì phụ trách tất cả tài vụ ở trong đội. Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên thì thần kinh đơn giản, nên là không lo việc gì, chỉ phụ trách chiến đấu. Còn Trần Anh Nhi thì càng sẽ không làm cái gì cả. Lại nói thì thành Khu Ma là trọng trấn biên cương liên minh của Thánh Điện. Đây là một tòa thành thị gần như là bế tắc, tọa lạc giữa hai ngọn núi trung ương Ngự Ma Sơn Mạc, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Thành Khu Ma này thì tục xưng là Khu Ma Quan, có thể nói là liên miên ngàn dặm Ngự Ma Sơn Mạch cửa lớn, chính là liên minh Thánh Điện Đông Phương quan ải trọng yếu đối kháng với cả ma tộc. Nội bộ của thành Khu Ma ở một mảnh Ngự Ma Sơn Mạch, phía sau nữa chính là bình nguyên mênh mông rộng lớn. Chính là nói là một khi mà Khu Ma Quan bị phá thì như vậy đại quân của ma tộc sẽ tràn vào thế giới tiến như trẻ tre. Bởi vậy mà liên minh Thánh Điện ở chỗ này thì trú đóng trọng binh, và đồng thời là tổng điện của Thích Khách Thánh Điện ở trong Lục Đại Thánh Điện cũng đóng ở nơi này. Nơi đây thì chính là địa phương Thải Nhi lớn lên. Vào giữa buổi trưa ngày hôm nay thì 10 chiếc xe ngựa từ Thánh Thành đã tiến nhập vào Khu Ma. 10 tổ tân săn ma đoàn được Thích Khách Thánh Điện an bài ở sảnh chấp chính phía đông của thành Khu Ma. Sau bữa cơm chiều trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, toàn bộ 10 tổ tân săn ma đoàn dưới sự dẫn dắt của lĩnh đội đã tập trung tại sảnh hội nghị chấp chính. Đây là nơi bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ. 10 tổ tân săn ma đoàn ngồi ở 10 bài danh. Mỗi một đoàn trưởng tổ săn ma đoàn đều ngồi hàng đầu. Long Hạo Thần ngồi ở đệ nhất, ở bên cạnh hắn là Dương Văn Chiêu. Dương Văn Chiêu thì thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Trần Anh Nhi ở phía sau của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ. Còn Trần Anh Nhi thì như là ngó lơ gã, thỉnh thoảng chỉ quét mắt nhìn bốn phía thôi. Long Hạo Thần đi hướng của Lý Hinh, cách hai hàng ghế chào hỏi. Lý Hinh là phó đoàn trưởng của săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, trong đội có địa vị cực cao. 10 người lĩnh đội của săn ma đoàn đều ngồi ở ghế chủ tịch, nhưng chính giữa có hai vị trí trống, hiển nhiên là sẽ có người tới. Lúc này tiếng bước chân vang lên, mọi người theo bản năng ngoái đầu nhìn về hướng ngoài cửa. Chỉ thấy một nam một nữ dưới sự hộ vệ của vài binh sĩ toàn thân nhung trang đi vào trong sảnh hội nghị. Hai người này khoảng 30 tuổi. Nam thì diện quân phục đen loại quần phồng, kim tuyến vạt áo, uy nghiêm mang theo vài phần quý tộc. Dáng người thì rất cao ráo, tướng mạo anh tuấn. Mái tóc ngắn màu tím nhạt nhìn qua trông rất là sáng sủa. Trong mắt thì nhàn nhạt cao ngạo, ánh mắt sắc bén như đao. Từ khi mà y tiến vào sảnh hội nghị thì bỗng chốc mang đến một luồng khí lãnh liệt. Còn người nữ cùng y sóng vai đi tới thì mặc áo choàng pháp sư màu nước biển, quanh thân như là có nồng đậm thủy nguyên tố dao động. Nhìn bà ta thì trẻ hơn người đàn ông khoảng một chút, tóc lam nhạt, mắt ngọc mày ngài, trời sinh tuyệt sắc. Đôi mắt thì biểu lộ ra sự ôn nhu mị hoặc, nhìn lướt qua đám người dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhìn đôi nam nữ này, Long Hạo Thần ngẩn ra, không biết vì sao hắn lại có một cảm giác cực kỳ là quen thuộc. Rất nhanh thì hai người nam nữ đó đi tới trước ghế chủ tịch. 10 kỵ sĩ Thánh Điện lính đầu đã sớm đứng chờ. Cao Anh Kiệt lúc này chủ động tiến lên cùng hai người chào hỏi. À, Cao đại ca. Thanh âm người đàn ông hơi kích động, tiến lên ôm Cao Anh Kiệt. Người phụ nữ thì mỉm cười với cả gã, sau đó đứng một bên. Nghe giọng người đàn ông, Thải Nhi ngồi sau lưng của Long Hạo Thần thì thân hình hơi chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại sự bình thường, khuôn mặt xinh đẹp như cũ lạnh như băng. Cao Anh Kiệt chuyển hướng bên dưới các thành viên săn ma đoàn. Xin giới thiệu với cả mọi người, vị này chính là Tổng trưởng quân sự của thành Khu Ma, Thánh Linh Tâm. Thánh Tổng trưởng đây cũng đồng thời là Phó Thống soái quân Ngự Ma. Thánh Minh tuổi trẻ nhất là Thích Khách cấp Vương Thích đó. Vương Thích sao? Cũng chính là Thích Khách cấp 7 ư? Vị Thánh Tổng trưởng này thoạt nhìn không hơn 30 tuổi, chẳng lẽ còn có cường giả cấp 7 tuổi trẻ như vậy sao? Bỗng chốc bên dưới đám thanh niên tinh anh của Lục Đại Thánh Điện tuyển chọn, ở trong mắt đều biểu lộ mấy phần khâm phục. Thánh Linh Tâm lúc này mỉm cười mà nói, ấy chết, Cao đại ca khen chặt rồi. Năm nay tôi đã 37 rồi,
không tính là tuổi trẻ gì đâu. Các người mới là chân chính thanh niên tài tuấn đó. Hy vọng rằng lần này ở trong quân khu ngự ma, tại thành khu ma của tôi, các vị có thể triển lộ được tài năng của mình. Cao Anh Kiệt lúc này chuyển hướng sang người phụ nữ. Lúc này ánh mắt của người phụ nữ rơi vào đám người, ánh mắt hơi biến đổi, có bi thương, có nhớ nhung, còn có điều gì đó khác biệt lắm. Còn vị này chính là đoàn trưởng ma sư đoàn của thành khu ma, điện chủ phân điện ma pháp thánh điện tại thành khu ma, tên là Lam Nguyên Vũ, đại ma đạo sĩ đó. Thánh linh tâm ở bên cạnh khẽ đụng vào Lam Nguyên Vũ, vẫn còn ánh mắt hơi ngơ ngác. Lúc này bà ta mới kịp phản ứng, hướng ở bên dưới mọi người gật đầu, nhưng mà không có nói gì cả. Ánh mắt của bà ta nhìn chăm chú vào một chỗ không rời đi. Điểm quái dị này thì Long Hạo Thần phát hiện, bởi vì ánh mắt của Lam Nguyên Vũ đang nhìn về phía của hắn. Bà ta đang nhìn Thải Nhi sao? Thánh Linh Tâm và Lam Nguyên Vũ lúc này ngồi xuống ghế vị chủ tịch. Thánh Linh Tâm trầm giọng mà nói: "Hoan nghênh các vị trẻ tuổi đã đi tới thành khu ma này. Trước tiên để tôi giới thiệu tình huống hiện tại ở trong quân khu ngự ma và thành khu ma này. Sau đó sẽ cho các vị an bài nhiệm vụ. Hy vọng rằng các người sau khi rời khỏi đây có thể lấp đầy được giá trị công huân trở về. Trước tiên là về phạm vi quân khu ngự ma cai quản, bao gồm toàn bộ ngự ma sơn mạch. Ngự ma sơn mạch thì từ bắc hướng nam dài 1654 dặm, dãy núi thì chập trùng liên miên. Trong đó thì đa số là địa hình dãy núi dễ thủ khó công, là thiên nhiên bình chướng của Liên minh Thánh Điện Đông Bộ chúng ta. 6.000 năm trước thì tiền bối của chúng ta lấy ngự ma sơn mạch, nơi hiểm yếu này làm chỗ trú đóng, đánh lén ma tộc, do đó ổn định liên minh mới có chúng ta ngày hôm nay đó. Trước mắt thì quân khu ngự ma chủ yếu do Thích Khách Thánh Điện chúng ta quản lý và chỉ huy chiến đấu. Ngũ Đại Thánh Điện thì chỉ hỗ trợ thôi. Ở đây thì trú hơn 20 vạn quân, trong đó trọng yếu nhất là ngự ma sơn mạch cửa, cũng chính là nơi hiện tại mọi người ở thành khu ma này, trú hơn 8 vạn quân. Thích Khách Thánh Điện thì cũng vì chứng minh quyết tâm sống chết kháng địch, đã cố ý đem tổng bộ Thánh Điện của Thích Khách dựng tại đây. Qua 6.000 năm hắc ám, quân khu ngự ma và thành khu ma này đã trải qua ngàn vạn đợt tấn công của ma tộc, nhưng thủy chung vẫn đứng sừng sững không ngã. Ở chỗ này đã lưu lại vô số máu và nước mắt của các tiền bối, nhưng cũng đã lưu lại vô số sinh mệnh ti tiện của những kẻ xâm lược ma tộc kia. Nghe Thánh Linh Tâm nói, 10 thích khách ở trong Tân Săn Ma Đoàn, ngoại trừ Thải Nhi ra đều biểu lộ vẻ kích động và kiêu ngạo. Thành khu ma này chính là thánh địa của thích khách, có thể tới đây tham chiến đối với bọn họ mà nói là quang vinh cực kỳ to lớn. Lại nói tiếp thì ma tộc hiện thời đã triển khai thế công, nên là các chiến sĩ của Lục Đại Thánh Điện đã thể sống thể chết ngăn cản. Các người sẽ được xếp vào 10 bộ binh doanh, từ bình thường nhất bộ binh chiến sĩ làm nên, cùng bình thường các chiến sĩ chung vai chiến đấu. Trong quân đội thì các người không có bất cứ một đặc quyền nào. Anh dũng giết địch chẳng những là cho các người đạt được giá trị công huân, đồng thời còn là con đường thăng tiến quân chức. Đoàn đội có công huân càng cao, có thể từ chỗ tôi nhận được nhiệm vụ càng thêm trọng yếu. Thời gian 3 tháng là có thể đạt tới trình độ nào thì cần phải các người tự mình nỗ lực thôi. Ở chỗ này rèn luyện thì trình độ rất là cao, có thể đạt được tới đâu vậy phải xem nỗ lực của chính các người. Các người phải ghi nhớ một điều, một khi mà đội viên các người có ai đó tử vong, như vậy săn ma đoàn sẽ tự động giải tán, lệnh bài công huân sẽ toàn bộ bị thu hồi. Ở trên chiến trường này, lực lượng cá nhân vĩnh viễn là nhỏ bé, đoàn đội hợp tác mới chính là con đường các người phải đi. Lại nói thì thời gian diễn ra hội nghị rất là ngắn. Thánh Linh Tâm nói xong thì bên ngoài liền tiến vào 10 quan quân. Bọn họ là doanh trưởng 10 bộ binh doanh, mỗi người dẫn một tổ tân săn ma đoàn đi quân doanh để mà báo danh. Nếu đã tới nơi này, như vậy không thể lãng phí một chút thời gian nào. Mắt thấy Long Hạo Thần, Thải Nhi cùng với cả đội viên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ rời đi, Lam Nguyên Vũ kích động muốn đứng dậy nhưng đã bị Thánh Linh Tâm kéo lại. Thánh Linh Tâm ánh mắt nghiêm khắc hướng nàng lắc đầu. Hai con mắt xinh đẹp của Lam Nguyên Vũ thì hơi ươn ướt.
Về đám Long Hạo Thần thì bị phân đến bộ binh doanh thứ nhất. Doanh trưởng chính là một quan quân trung niên bề ngoài hơi giống Cao Anh Kiệt. Các vị đều là những tinh anh của liên minh. Các vị có thể tạm thời gia nhập quân doanh của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Tôi chính là doanh trưởng doanh nhất, Trương Hải Vinh. Vừa rời khỏi phòng hội nghị, doanh trưởng quân doanh thứ nhất vừa dẫn mọi người đi hướng quân doanh rồi tự giới thiệu. Mà trách nhiệm cùng với cả người khác giao lưu đương nhiên là thuộc về Long Hạo Thần rồi. Hắn liền mỉm cười mà nói: Trương doanh trưởng quá là khách sáo rồi đó. Dũng sĩ của thành khu ma này ai cũng đều là anh hùng bảo vệ quốc gia cả. Có thể được gia nhập doanh nhất chính là vinh hạnh của chúng tôi mà. Bắt đầu từ bây giờ trở đi thì chúng tôi là thuộc hạ của ngài rồi. Ngài có việc gì thì cứ sai bảo thôi. Tôi là đại biểu của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ hướng ngài cam đoan. Tuy rằng là chúng tôi không phải là quân nhân, nhưng mà cũng nhất định là nghiêm khắc, giữ kỷ luật, tất cả nghe theo lệnh chỉ huy của ngài. Nghe thấy Long Hạo Thần nói ra mấy lời này, Trương Hải Vinh ở trong lòng rất là nhẹ nhõm. Gã không ngờ rằng một người thiếu niên thoạt nhìn mới có mười mấy tuổi đầu lại hiểu chuyện như vậy. Phải biết rằng săn ma đoàn là mỗi một chiến sĩ của Liên minh Thánh Điện đều là hướng tới. Chỉ là Trương Hải Vinh đối với cả việc săn ma đoàn gia nhập tạm thời vào quân đội này thì không thích mấy. Những lá ngọc cành vàng này thì mỗi người cấp thấp nhất tu vi cũng là cấp 4. Chính mình có thể là chỉ huy bọn họ hay không đây? Nên biết bản thân Trương Hải Vinh cũng chỉ là một chiến sĩ cấp 4 mà thôi. Một khi ở trên chiến trường mà đám tinh anh này không nghe theo lệnh, tự tiện hành động, thì chẳng những là tác dụng không tốt mà còn mang đến phiền toái cho mình nữa. Tuy rằng Thánh Linh Tâm nói đem những tinh anh săn ma đoàn này làm những chiến sĩ bình thường, nhưng thật là có thể làm như vậy được không? Mỗi một săn ma đoàn đều là thánh minh trân trọng. Một khi có tổn thất gì, bọn họ khó có thể gánh vác được trách nhiệm. Huống chi Thánh Linh Tâm sớm đã dặn dò các doanh trưởng là dưới bất cứ một tình huống nào đều phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho đám tinh anh này. Đặc biệt là khi Trương Hải Vinh thấy săn ma đoàn số 1 cấp sĩ chính mình chịu trách nhiệm thì tâm tình càng thêm xấu. Cái đám người này thì ngoại trừ gã đầu trọc thì hơi lớn tuổi một chút, mấy người khác chắc tuổi không đến 20, chắc là chỉ khoảng chưa đến 18 tuổi. Trời mới biết bọn họ làm sao trở thành đội viên của săn ma đoàn. Niên thiếu thành danh thì chưa chắc là việc tốt, tùy theo đó thì có khả năng chính là kiêu ngạo mà thôi. Nhưng đang lúc gã lo âu như vậy thì Long Hạo Thần nói ra mấy câu tựa như là tách trà nóng giữa trời đông vậy, khiến cho gã toàn thân nhẹ nhõm. Đối với cả mọi quân nhân mà nói, phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy là việc quan trọng nhất. Long Hạo Thần là tiểu đoàn trưởng, chẳng những là ngôn ngữ lễ phép còn giải quyết vấn đề gã lo lắng, khiến cho Trương Hải Vinh thầm mừng rỡ, đồng thời tán thưởng quả như là tinh anh có khác, nhìn xem người ta có giác ngộ gì nào. Mà Long Hạo Thần nói ra mấy lời này thì đương nhiên không phải hắn tự mình nghĩ ra rồi. Hôm qua thì Cao Anh Kiệt đã dặn dò hắn khi mà gia nhập quân đội thì phải làm như thế nào, đồng thời chỉ điểm cho hắn một số điều trọng yếu ở trong quân đội. Tuy không có Cao Anh Kiệt nhắc nhở thì Long Hạo Thần cũng sẽ dốc sức mà làm tốt. Nhưng có gã nói vài lời như vậy, càng có thể dễ dàng hòa nhập vào tập thể của bộ binh doanh. Lúc này Trương Hải Vinh cười mà nói: Long đoàn trưởng à, cậu khách sáo quá rồi đó. Lão Trương tôi đây chỉ chính là người thô lỗ, không biết nói câu khách sáo nào đâu. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, tạm thời thiệt thòi cho các người làm thân binh của tôi. Chức trách của các người là theo tôi giết địch. Tư Mã Tiên lúc này nhịn không được mà hỏi: À, doanh trưởng à, vậy là chỉ cần ở bên cạnh ngài là có thể đánh đấm thỏa thích sao? Trương Hải Vinh đấm bộ ngực rắn chắc của mình hào sảng mà nói: Chính xác là vậy rồi đó. Doanh nhất của chúng tôi thì không một người nào là yếu đuối cả. Nếu muốn thuộc hạ anh em cùng mình liều mạng, như vậy thì trước tiên phải xông lên mặt trước nhất đã. Các người cứ yên tâm đi, ở bên cạnh tôi thì các người vĩnh viễn là xông lên trước đối diện cường địch đó. Nghe gã nói ra câu này thì mọi người trở nên nghiêm túc. Ý của Trương Hải Vinh rất là rõ ràng. Một khi trong chiến đấu gã sẽ là xông lên trước tiên. Làm doanh trưởng, thống soái của một doanh hàng ngàn bộ binh, có thể dũng mãnh xung phong trước nhất, sao không khiến cho tướng sĩ dâng cả mạng sống của mình cơ chứ? Vâng. Long Hạo Thần hướng Trương Hải Vinh hành lễ quân nhân không quá tiêu chuẩn. Người khác cũng học theo hắn, đương nhiên là động tác càng không tiêu chuẩn rồi. Quay trở lại thì doanh nhất của bộ binh trú đóng cách thành đông không xa.
ma tộc mạnh, quân lực hùng hậu. Nếu như chính diện chiến đấu, nhân loại hầu như là không có chút cơ hội. Bởi vậy thì nhiều năm nay, nhân loại lấy phòng ngự làm chính. Mà điểm quan trọng trong phòng ngự dĩ nhiên là bộ binh rồi. Sau khi bà đến doanh trại thì Trương Hải Vinh chia bọn họ đến một doanh trại thích hợp 10 người ở. Nam nữ thụ thụ bất thân dường như là không thực dụng ở chỗ này. Bởi vì săn ma đoàn đặc thù không có phát cho họ trang bị quân đội, nhưng mà mỗi người đều có quân phục bộ binh. Nơi này thì không có nữ quân phục. Vương Nguyên Nguyên thì rất thích hợp đồ nam, dáng người cao ráo không thua gì cánh đàn ông. Nhưng Trần Anh Nhi và Thải Nhi mặc quân phục thì trông hơi là buồn cười. Tuy nhiên tại lúc này thì Trần Anh Nhi lại lộ ra tài lẻ của mình. Không ngờ rằng là cô gái tùy thân mang theo kim chỉ đã đem cái bộ quân phục của mình và Thải Nhi đơn giản cắt rồi may lại. Chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ, quân phục hai người xem như đã miễn cưỡng vừa người. Ai chà chà, khéo quá nhỉ. Không nghĩ rằng tiểu nha đầu Anh Nhi này lại còn khéo tay như vậy đó. Khó trách mà cái tên Dương Văn Chiêu đó đối với cả cô nhớ mãi không quên. Lâm Hâm hơi kinh ngạc mà nói. Trần Anh Nhi thì tỏ ra kiêu ngạo. Đương nhiên, bổn tiểu thư còn biết nhiều thứ lắm đó. Mà thôi, đừng nhắc đến cái tên Dương Văn Chiêu ở trước mặt ta nữa, làm biếng nghe tên hắn quá. Lâm Hâm cười gian mà nói. Thôi được rồi, không nhắc không nhắc. Nào, đến đây, ta phát thuốc cho. Vừa nói ở trong tay y xuất hiện mấy cái bình sứ, mỗi người được chia hai bình. Tư Mã Tiên liền giơ ngón tay cái. Này, ngươi có cái câu ca ca ta có thuốc, quả nhiên không nói suông nhỉ. Đúng là thần dược có khác. Lần này đây là cái gì đây? Lâm Hâm hăng hắc cười mà nói. Cái bình trắng là hồi linh đan, tên này là hạo thần đặt đó. Còn bình vàng là thuốc tăng lực. Hồi linh đan có thể trong thời gian ngắn khôi phục 200 điểm linh lực, đại khái khoảng 5 giây tăng lên. Mọi người thì hấp thu dược liệu thì không giống nhau đâu. Lần đầu tiên ăn thì các người tự tính toán thời gian dược hiệu có tác dụng gì, bao nhiêu. Thuốc tăng lực có thể tăng khoảng 500 điểm ngoại linh lực liên tục khoảng 20 giây. Mà thứ này tôi đã sửa đổi rồi, so với cả trước càng thêm hiệu quả đó. Đáng tiếc rằng là tôi không có tài liệu luyện chế bạo linh đan, nếu không sẽ phát cho các người thứ đó. Long Hạo Thần nói. À này, lần trước thì huynh cho tôi bạo linh đan, tôi còn chưa dùng đâu. Có 10 viên đây này. Mọi người trước tiên chia trước đi. Nhiều thêm bảo đảm, ở trên chiến trường tăng khả năng sinh tồn càng cao. Lâm Hâm lần này bỏ vốn liếng. Mỗi người hồi linh đan cùng với cả thứ y xưng là thuốc tăng lực hộ thể đan đều có 3 viên. Lại cộng thêm Long Hạo Thần phân cho mỗi người 1 viên bạo linh đan nữa. Riêng ở phương diện đan dược, chỉ sợ là 9 tân săn ma đoàn cộng lại đều không thể so sánh bằng họ. Hàn Vũ lúc này cười mà nói. Ai nói rằng là không có mục sư thì không làm gì được chứ. Như thế này là có Lâm Hâm huynh, chính là ma dược sư tác dụng so với cả mục sư càng thêm mạnh rồi còn gì. Lâm Hâm thích chí cười hì hì mà nói. Đương nhiên là cái câu ca có dược ca có thuốc, cái câu này đương nhiên không nói suông rồi. Mà lão Hàn này, ngươi phải nhớ kỹ là chắn phía sau của ta đó. Đừng để cho kẻ địch nhân từ phía sau mà hấp diêm ta. Vương Nguyên Nguyên liền trợn trắng mắt mà nói. Này, Lâm Dược huynh, ngươi văn minh một chút đi. Thôi được rồi, được rồi. Lâm Hâm đứng dậy duỗi thân. Ta phải đi rửa cái bộ mặt đẹp trai của mình đây. Cứ mỗi lần là có người tới sùng bái, ta lại phải đi chiếu gương để mà ngắm nghía mình đó. Cái đồ không biết xấu hổ. Vương Nguyên Nguyên cũng bị y nói chọc cười. Lại nói thì ở trong doanh trại bố trí vô cùng đơn giản. 10 cái giường đơn, cạnh giường có 10 bàn gỗ đơn giản. Không cần phải nói, đương nhiên là nam một bên, nữ một bên. Tuy Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi khá là bất mãn khi ở chung doanh trại, nhưng nghĩ chỉ khoảng 3 tháng thời gian, ráng nhịn thôi. Ngay tại lúc mà bọn họ đang sắp xếp chỗ ngủ thì liền chứng kiến một màn kinh dị. Thải Nhi dùng đỉnh của gậy trúc móc ở khe hở đầu giường, kéo tới gần chỗ của Long Hạo Thần. Tuy Thải Nhi không nhìn thấy, nhưng mà hai cái giường được khép lại song song ngay ngắn. Như thế này thì Thải Nhi cũng quá là bạo dạn rồi, còn trước mặt nhiều người như vậy nữa chứ. Đừng nói là họ, mà ngay cả đến Long Hạo Thần rất là yêu Thải Nhi thì cũng có chút xấu hổ, không biết phải lên làm gì lúc này cho phải.
Tư Mã Tiên nhìn bên cạnh Hàn Vũ, nhỏ giọng mà nói. Chắc là không có chuyện đó đâu. Chẳng lẽ đêm nay đoàn trưởng và phó đoàn trưởng lại cho chúng ta xem hiện trường biểu diễn sao? Hợp xong cái giường thì Thải Nhi ngồi lên trên, suy tư một lát lại đi đến một cái giường khác. Trong tay gậy trúc vung lên, rồi từng đạo đao phong xẹt qua. Cái giường làm bằng gỗ thì bỗng chốc biến thành từng thanh gỗ. Gậy trúc quét qua, những cây gỗ liền cắm vào bên giường của hai người. Tốc độ của Thải Nhi lần nữa khiến cho mọi người phải cả kinh. Mỗi người chỉ thấy ảo ảnh lập lòe. Sau đó từng cây gậy gỗ cắm ở bên cạnh giường làm thành một cái vòng, giống như là một cái màn vậy. Mặt đất của doanh trại tuy không tính là rất cứng, nhưng mỗi một tấm ván gỗ dài 2 mét, thước rộng nửa mét thì đều vô cùng. Cái này không chỉ cần bản lĩnh mà phải có xúc cảm và sự phán đoán. Không có con mắt hỗ trợ, việc này cần cảm giác nhạy cảm cỡ nào thì mới làm được chứ. Sau khi cái giường bị phá hư, Thải Nhi liền ôm đệm chăn luôn. Long Hạo Thần thì mơ hồ hiểu nàng muốn làm cái gì, liền ngăn lại mà nói. À, để ta giúp muội. Thải Nhi lắc đầu mà nói. Cứ để cho muội tự làm. Rất nhanh thì đệm chăn biến thành tấm vải mắc lên mấy cây gỗ, vây lại hai cái giường. Từ bên ngoài thì không cách nào chứng kiến được tình huống ở bên trong. Lúc này thì Lâm Hâm đã rửa mặt xong, trở về thì vẻ mặt giống như là mấy người khác, há hốc miệng không nói lên lời. Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi nhìn nhau, sau đó đột nhiên nhảy vọt lên, lại mau chóng kéo hai cái giường không khác lại. Thực là rõ ràng thì hai cô gái này cũng muốn bắt trước. Dù sao bọn họ cũng là con gái, so với cả nam càng cần không gian riêng. Hành động Thải Nhi là để cảnh tỉnh bọn họ. Làm xong tất cả rồi, Thải Nhi lại trở lại bên cạnh Long Hạo Thần, kéo tay hắn nói một câu khiến cho Long Hạo Thần suýt nữa rơi nước mắt. Đây là nhà của chúng ta. Nguyên bản thì lúng túng xấu hổ không còn sót lại chút gì. Long Hạo Thần dường như là cũng quên còn có đồng bạn đang nhìn, liền ôm Thải Nhi vào trong ngực của mình. Hai cái giường gỗ đơn sơ chỉ chiếm khoảng 4 mét thôi. Vài thanh gỗ dùng rẻ rách làm tường vây. Đây chính là ngôi nhà thứ nhất của bọn họ đó. Mặc dù còn đơn sơ, nhưng Long Hạo Thần lại hiểu được. Lúc này Thải Nhi đang rất là vui vẻ, mặt mày hạnh phúc biểu lộ ra ngoài. Nàng yêu cầu không cao, chỉ hy vọng có một mái nhà đơn sơ mà thôi. Cho dù đơn sơ cỡ nào, chỉ cần có thể cùng người nhà của mình cùng một chỗ, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Thải Nhi yên tâm đi, ta hứa với muội đó, sau này nhất định sẽ cho nàng một mái nhà ấm áp, là nhà của chúng ta. Thải Nhi tựa đầu lên vai của hắn, khẽ ừ một tiếng. Lâm Hâm, Tư Mã Tiên và Hàn Vũ ở trên mặt biểu lộ vẻ rất là mong ước. Long Hạo Thần là nam tính nhỏ tuổi nhất ở trong Liệp Ma Đoàn, nhưng hắn trước tiên đã có hồng nhan tri kỷ thuộc về mình. Quan hệ giữa bọn họ thật khiến cho người ta phải hâm mộ. Mà cảm thấy ánh mắt của mọi người đang chằm chằm nhìn mình, Long Hạo Thần liền ngẩng đầu liếc họ đỏ mặt mà nói. Mới nãy thì Trương Doanh Trưởng có nói rồi. Chúng ta tùy lúc có khả năng tham chiến đó. Mọi người lên tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nói xong hắn kéo Thải Nhi trực tiếp chui vào trong sau màn, chui vào trong nhà của họ. Nếu đổi lại là Lâm Hâm hoặc là Tư Mã Tiên, cái loại tính cách như vậy, nhất định sẽ trêu cợt vài câu. Nhưng đối với cả Long Hạo Thần thì họ không dám. Long Hạo Thần không có gì, nhưng sát khí khủng bố của Thải Nhi họ thật là không muốn cảm nhận một chút nào. Ai cũng đều nhìn ra ở trong lòng Thải Nhi chỉ có một mình Long Hạo Thần mà thôi. Nàng không thèm để ý chuyện khác đâu. Này, mấy tên Hâm kia, các người không tới phụ hay sao? Trần Anh Nhi lúc này hướng Tư Mã Tiên, Hàn Vũ vẫy vẫy tay. Nàng ta là một triệu hoán sư, có thể kéo qua cái giường đã là không tệ rồi. Tư Mã Tiên thì cười mà nói. À, anh Nhi muội muội đứng trong một bên đi, để ta giúp cho. Trần Anh Nhi liền vội vàng lắc đầu mà nói. Thôi khỏi đi, vẫn là nhờ Hàn Vũ ca ca giúp thì hơn. Cái gậy sắt của huynh đập xuống giường thì giường nát mất, lấy gì mà cắm chứ. Nghe vậy thì Tư Mã Tiên mặt đen sạm lại. Cái gì? Đây mà gọi là gậy sắt à? Cái của ta là pháp trượng đó. Trần Anh Nhi thẻ lưỡi mà nói. Huynh hỏi mọi người thử xem, làm gì có ai cho rằng đó là pháp trượng chứ. Hàn Vũ lúc này thì mang mặt mỉm cười đi qua, rút trọng kiếm trợ giúp Trần Anh Nhi. Long Hạo Thần thì ôm Thải Nhi lên giường. Thải Nhi khép mắt tựa vào lòng của hắn. Cái quá khứ tuổi thơ khiến tâm tình của Thải Nhi khác với cả người thường. Nàng tuyệt không bao giờ để ý người khác nhìn mình như thế nào. Hôm đó cứ ở trong ngực của Long Hạo Thần ngủ một đêm, là từ 3 tuổi đến giờ nàng ngủ ngon nhất,
ngủ trong vòng tay của hắn sẽ không bừng tỉnh ác mộng, sẽ không bị ở trong lòng rét lạnh đông cứng. Tuy chỉ có một lần nàng đã thích cái cảm giác thoải mái ấm áp đó rồi. Người cái mùi hương khoan khoái trên người hắn, tựa vào vòng tay ấm áp, nghe tiếng tim đập. Trong mắt Thải Nhi, đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Nghĩ lại trước đó trong quá trình di chuyển, Long Hạo Thần sợ sẽ làm hành vi khinh nhờn Thải Nhi, và cũng sợ đồng bạn Cao Anh Kiệt bất mãn không có cùng nàng ở cùng một phòng. Khi mà tới doanh trại 10 người một chỗ này, Thải Nhi không khắc chế mong đợi phần ấm áp kia nữa, đã chủ động dựng lên ngôi nhà tạm thời. Nhà rất nhỏ thôi, nhưng với nàng mà nói là đủ rồi. Vùi vào trong ngực của Long Hạo Thần, nàng kéo xuống chiếc khăn che mặt, khuôn mặt hồng hồng hiện ra vẻ thỏa mãn. Đột nhiên có tiếng cộc 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 vang lên ngoài cửa. Hả? Ai đó? Tư Mã Tiên lớn tiếng mà hỏi. Xin làm phiền, tôi muốn kiếm Thải Nhi. Bên ngoài truyền đến âm thanh ôn nhu trầm thấp. Nghe thấy âm thanh này, nguyên bản Thải Nhi đang nằm ở trong lồng ngực Long Hạo Thần thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhíu mày, dường như là không thích chủ nhân của âm thanh ôn nhu này. Tư Mã Tiên thì trước tiên mở cửa doanh trại. Ở bên ngoài chỉ có một người, chính là cái người lúc trước ở trong đại hội nghị đoàn trưởng ma pháp sư đoàn, là điện chủ phân điện ma pháp thánh điện tại thành khu ma này, Lam Nguyên Vũ. Hả? Là Lam điện chủ ư? Tư Mã Tiên hơi ngẩn ra, vội vàng hướng bà làm hành lễ. Lam Nguyên Vũ miễn cưỡng cười mà nói. Xin hỏi có Thải Nhi ở đó không vậy? Ta muốn gặp nàng. Tư Mã Tiên gật đầu vội vàng tránh đường. Có đó, xin mời vào trong. Cảm ơn. Lam Nghiên Vũ đi vào doanh trại. Ở trong không gian trống trải không thấy Thải Nhi, lực chú ý của bà tự nhiên chuyển tới cái giường bị vải vây lại. Xin mời bà về cho, tôi đã nghỉ ngơi rồi. Âm thanh Thải Nhi lạnh như băng chuyển tới từ phía trước giường. Long Hạo Thần đang ôm nàng, có thể cảm nhận rõ ràng từ trên người của nàng toát ra vẻ kháng cự, nhàn nhạt và lạnh lẽo nữa. Lam Nghiên Vũ trong mắt chợt buồn bã, sau đó bước chậm chậm tới bên giường. Thải Nhi, mẹ chỉ muốn nhìn con một cái mà thôi. Sao? Mẹ ư? Mấy cái chữ này mấy người khác đều phải chấn động. Điện chủ phân điện của ma pháp thánh điện thành khu ma này lại là mẫu thân của Thải Nhi sao? Không cần thiết, vừa nãy trong phòng hội nghị chẳng phải đã nhìn rồi sao? Mời bà về cho. Thanh âm Thải Nhi vẫn như cũ lạnh lùng. Thải Nhi, muội đừng như vậy nữa. Long Hạo Thần nhỏ giọng mà nói. Hắn trời sinh hiếu đạo, thấy Thải Nhi và mẹ nàng quan hệ lạnh băng, ở trong lòng hắn thì không chịu nổi, nhịn không được mà nhỏ giọng khuyên một câu. Nhưng khi hắn vừa mở miệng đã khiến cho Lam Nghiên Vũ đứng bên ngoài nghe được, sắc mặt chợt biến đổi. Bà liền duỗi tay vén lên tấm vải, đập vào mắt chính là Thải Nhi đang vùi ở trong ngực của Long Hạo Thần. Hả? Các ngươi! Lam Nghiên Vũ trợn mắt hốc mồm, ở trong mắt lửa giận bừng lên. Thải Nhi liền ngồi thẳng người lại, lạnh lùng mà nói. Chúng tôi làm sao chứ? Lam Nghiên Vũ càng thăng thêm lửa giận. Các người, sao có thể như vậy? Các người vẫn chỉ là một đứa bé thôi mà. Nồng đậm ma pháp dao động trong nháy mắt phát ra từ người của bà. Ánh mắt sát khí chằm chằm vào Long Hạo Thần. Chính xác là như vậy. Thải Nhi mới 14 tuổi đầu. Làm mẫu thân lại nhìn thấy cùng với cả một người nam nhân ở trên giường như vậy, thì bất cứ một người mẹ nào cũng đều không thể chấp nhận được. Thải Nhi biến sắc mặt, cầm khăn đen che mặt lại, sau đó nhảy xuống giường, chắn ở trước mặt của Lam Nghiên Vũ. Ai cho phép bà dòm ngó nhà của tôi? Nơi này chính là quân doanh, bà không phải chủ quản của quân sự nơi đây, không có quyền tới, xin mau rời đi cho. Lúc này đây thì Long Hạo Thần cũng đã xuống giường, kéo bàn tay nhỏ xinh của Thải Nhi lại, khẽ nói. Thải Nhi, muội đừng như vậy. Là bác gái đến thăm nàng mà. Lam Nghiên Vũ phẫn nộ nhìn Long Hạo Thần. Không cần ngươi phải làm người tốt như vậy. Ngươi sáo dám cùng con gái ta như vậy, ta phải giết ngươi. Dứt lời thì không khí ở trong doanh trại biến lạnh. Lam Nghiên Vũ nâng một tay lên, ngay sau đó là một cột băng sắc bén bay hướng Long Hạo Thần. Nhưng ánh sáng màu đen cũng chợt lóe ngay tức khắc. Toàn thân của Thải Nhi bộc phát ra sát khí quần quận. Cột băng nát liền hóa thành bột phấn bay lên trên không trung. Tay phải của Thải Nhi thì xuất hiện dao găm ám kim. Thân hình chợt lóe xông đến trước mặt của Lam Nghiên Vũ,
dao găm sắc bén trực chỉ ngực của Lam Nguyên Vũ, thanh âm thì tràn ngập hàn ý tựa như là tuyết giữa trời đông. Bà dám đụng tới anh ấy, tôi sẽ giết bà. Lam Nguyên Vũ nhìn dao găm ám kim gần trong gang tấc chợt ngây ngẩn. Thải Nhi, ta là mẹ con bà. Thải Nhi cười lạnh mà nói, mẹ sao? Khi tôi bị âm cố ném ở trong huyệt động âm lãnh 7 ngày 7 đêm thì bà đang ở đâu chứ? Năm tôi 3 tuổi đã không có cha mẹ rồi. Hiện tại tôi chỉ có một người thân duy nhất, chính là huynh ấy. Ai dám nguy hại huynh ấy, tôi sẽ giết chết kẻ đó. Vẻ giận dữ ở trên mặt của Lam Nguyên Vũ khoảnh khắc biến mất, còn lại chỉ là sự nhợt nhạt khó hình dung. Thải Nhi, chẳng lẽ mẹ ở trong lòng con không bằng một người ngoài hay sao? Thải Nhi lạnh giọng mà nói, người ngoài ư? Khi tôi gặp nguy hiểm, chính là huynh ấy. Một người xa lạ đã chắn ở trước mặt, đã dùng thân thể vì tôi mà chặn lại nguy hiểm đó. Huynh ấy nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Vậy mà các người ở đâu chứ? Các người đã vì tôi làm điều gì chứ? Năm nay tôi 14 tuổi, trong ký ức của tôi chỉ có tu luyện, bằng lãnh và gian khổ. Khi tôi không có cách nào nhúc nhích, thời gian nằm yên 2 năm ở đó, các người đang ở đâu chứ? Đừng nói với tôi rằng các người là vì thánh minh mà chiến. Tôi chẳng hiểu cái gì là đại nghĩa cả. Tôi chỉ biết là thời khắc khi mà tôi muốn từ bỏ sinh mệnh vĩnh viễn khỏi thế giới này, thì chính ký ức của anh ấy cho tôi sưởi ấm lòng tôi, cho tôi tồn tại một tia hy vọng cuối cùng. Bà đi đi, sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Lần này xuất quan tôi đã quyết định, mình là một cánh chim cô độc cả đời này rồi. Lam Nguyên Vũ nghe thấy bờ môi nói ra những lời tuyệt tình, mặt vàng như giấy lảo đảo lùi ra sau 2 bước, đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt. Nhìn Thải Nhi băng lãnh và quật cường, bà mạnh mẽ xoay người xông ra phía ngoài. Long Hạo Thần có cảm giác thân thể của Thải Nhi đang run rẩy. Nàng sao có thể không kích động được, dù sao đó cũng là mẹ của nàng mà. Nói ra những lời tuyệt tình như vậy, trong lòng của nàng sao dễ chịu được chứ. Từ phía sau ôm lấy thân thể của Thải Nhi, Long Hạo Thần không nói lời nào, chỉ là dùng cơ thể của mình mà sưởi ấm cho nàng. Thải Nhi lẩm bẩm, muội sẽ không khóc vì bà ấy đâu. Muội đã vì bà ấy rơi nước mắt đủ rồi. Muội chỉ là cô nhi, chỉ là một cô nhi mà thôi. Nàng vừa nói vừa chậm rãi xoay người lại, ôm chặt lấy Long Hạo Thần. Khuôn mặt xinh đẹp vùi vào trong lồng ngực của hắn, thân thể kịch liệt run rẩy. Long Hạo Thần siết chặt nàng, lòng hắn cũng rất là đau. Từ khi biết quá khứ của Thải Nhi đến giờ, hắn càng thêm thương yêu nàng hơn. Đinh đinh đang đang đang, đinh 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 đinh. Bất chợt thì một chuỗi tiếng sắt thép va chạm chói tai từ bên ngoài truyền tới. Bỗng chốc vang lên âm thanh ầm ĩ, dường như là không khí đã trở nên náo nhiệt. Hàn Vũ nói, hình như đây là lệnh triệu tập của quân doanh thì phải. Ánh mắt mọi người thì tập trung hướng của Long Hạo Thần chờ ý kiến. Tư Mã Tiên thì nói, đoàn trưởng, cảm xúc của phó đoàn trưởng Thải Nhi không ổn định đâu, hay là các người đừng đi nữa. Không được. Long Hạo Thần sắc mặt nghiêm nghị, ta đã hứa với cả Trương doanh trưởng là nghe theo lệnh chỉ huy rồi. Hiện tại chúng ta chỉ là quân nhân, sao có thể không chấp hành quân lệnh được. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ Thải Nhi. Chúng ta đi thôi. Thải Nhi cũng đứng thẳng lại, nắm gậy trúc để một bên. Sắc mặt nàng dường như trong vài giây ngắn ngủi đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Muội không sao cả đâu, chúng ta đi thôi. Long Hạo Thần liền gật đầu, lần nữa ôm lấy nàng, rồi khẽ hôn lên trán của nàng nhỏ giọng mà nói, mặc kệ như thế nào đi nữa thì ở bên cạnh muội vẫn có ta mà. Cho dù chỉ vì ta thôi, muội cũng phải sống thật là tốt đó. Ta chỉ hy vọng nhìn thấy Thải Nhi của mình vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Ừ, muội hiểu rồi. Thải Nhi nhẹ gật đầu, chủ động kéo tay Long Hạo Thần. Được rồi, mọi người, chúng ta đi. Long Hạo Thần kêu gọi đồng bạn, sau đó kéo Thải Nhi bước ra khỏi quân doanh. Và lúc này phía ngoài doanh trại, binh sĩ doanh nhất đang mau chóng sắp hàng, còn các quân doanh thỉnh thoảng hô quát. Trương Hải Vinh đang đứng giữa đất trống doanh trại. Lúc này gã mặc nhung trang, ở trên người mặc bản giáp nặng trịch, hai tay nắm lấy cây búa sắc bén, ánh mắt lạnh lạnh nhìn đám lính tập hợp.
Long Hạo Thần mang theo đồng bạn liền vội vàng chạy tới trước mặt của Trương Hải Vinh, hướng gã cúi chào. Báo cáo doanh trưởng đại nhân, thân binh tiểu đội 7 người có mặt. Lúc này đang sắp sửa phải chiến đấu, nên là Trương Hải Vinh không giống lúc trước hòa đồng, lạnh lùng mà nói. Tốt, mau xếp hàng sau lưng của tôi, chờ chút nữa theo bổn trưởng lên giết địch. Long Hạo Thần đáp một tiếng, sau đó mang theo đồng đội đứng vào sau lưng của Trương Hải Vinh. 7 người bọn họ có cao có thấp, trong đó có 3 cô gái thoạt nhìn trẻ tuổi, lập tức đã khiến cho bọn lính doanh nhất chú ý, nhất là các quan quân đứng ở hàng đằng trước, thỉnh thoảng còn tò mò nhìn bọn họ. Về vấn đề tân săn ma đoàn đi vào thành khu ma này tiến hành rèn luyện chính là cơ mật tối cao, không phải những quan quân dưới trung tầng có khả năng biết được. Rất nhanh thì binh lính doanh nhất toàn bộ đã tập hợp. Tuy rằng lúc này bầu trời đã đen kịt, nhưng mà đội hình doanh nhất nghiêm chỉnh không một chút rối loạn nào. Các chiến sĩ sau lưng cõng đao, ngoại trừ quân trang còn có áo giáp nữa. Một số sĩ quan mặc cả tỏa tử giáp, có được bản giáp chỉ có mỗi mình Trương Hải Vinh mà thôi. Sau khi thấy binh lính đã tập kết xong, Trương Hải Vinh liền cao giọng mà hô. Hỡi các anh em của doanh nhất, mấy ngày nay thì đám ma tộc bẩn thỉu đó thế công đặc biệt mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ phải sớm chiến thắng. Mấy chuyện khác thì lão tử không cần nhiều lời. Lên tường chiến đấu, nếu ai dám làm rùa đen rút đầu, phá hư danh dự của doanh nhất này, thì đừng trách lão tử đôi búa này không nhận người. Tất cả xuất phát. Giết giết giết. Bộ binh doanh nhất giơ cao vũ khí, dưới ánh mắt rung động của 7 người Long Hạo Thần hô to 3 tiếng, rồi lập tức xuất phát chạy hướng đầu tường. Trương Hải Vinh không nói nhiều, nhưng nhìn tình thế trước mắt có thể thấy rõ, quân đội của gã tuyệt đối có lực ngờ khống chế. Những binh lính hiển nhiên không phải lần đầu ra chiến trường, bọn họ đa số chỉ là những chiến sĩ có ngoại linh lực cấp 1 hoặc cấp 2. Nhưng chiến ý điên cuồng ở trong mắt họ khiến cho đám Long Hạo Thần lập tức cảm nhận được máu tanh ở trên chiến trường. Trương Hải Vinh nắm đôi búa to chạy ở đằng trước nhất, 7 người Long Hạo Thần theo sát phía sau. Mấy ngày đi đường thì họ còn nhớ rõ bố trí, trước dùng trận hình con thoi. Long Hạo Thần đằng trước nhất, Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên thì một trái một phải. Hàn Vũ đứng sau cùng. Thải Nhi và Trần Anh Nhi và Ma Pháp Sư Lâm Hâm thì đi ở chính giữa. Tuy rằng Trần Anh Nhi và Lâm Hâm là triệu hoán sư, Ma Pháp Sư, nhưng thân thể của hai người nhiều năm có linh lực cải thiện, so với bình thường chiến sĩ cấp 1, cấp 2 thì mạnh hơn một chút. Lúc này chạy đuổi kịp đội ngũ là không thành vấn đề gì. Sau đó thì rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Trương Hải Vinh, bọn họ trèo lên đầu tường thành hơi nghiêng hướng của thành khu ma. Lần đầu tiên tới chỗ phòng ngự mạnh nhất của khu ma quan, Long Hạo Thần thầm giật mình. Tường thành này quá cao, tổng thể khoảng 100 mét, hắn không nhìn tới độ dày, nhưng có thể thấy rõ ràng cảm nhận được sự trầm trọng của nó. Sau đó thì là tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm sắt thép không ngừng vang lên từ phía đầu tường. Rốt cuộc là lần đầu tiên ở trên chiến trường, Long Hạo Thần khẩn trương kèm vài phần hưng phấn nữa. Rất nhanh thì Trương Hải Vinh mang theo bọn họ leo lên đầu tường. Hai cây búa cùng nắm bên tay trái, Trương Hải Vinh liền giữ chặt một binh sĩ đang vận chuyển đá lăn. Doanh trưởng của các người đâu? Binh sĩ đó lớn tiếng mà nói. Ở đầu tường ngăn địch rồi. Trương Hải Vinh cười to mà nói. Không tệ, đi, nói cho doanh trưởng các người biết, doanh nhất của chúng ta đã đến, thay quân đi thôi. Cho đám anh em của các ngươi đều xuống nghỉ ngơi cả đi. Giết chết đám ma tộc này cứ giao cho chúng ta là được. Nào các anh em doanh nhất, cùng lão tử xông lên. Nói xong đại hán dũng mãnh này cầm lấy cây búa khổng lồ vọt hướng đầu tường thành. Về phần 7 người bọn Long Hạo Thần bây giờ chính là thân phận thân binh, dĩ nhiên không hề dám chậm trễ, liền đi theo Trương Hải Vinh rất nhanh vọt tới trước. Ngay tại lúc này bọn họ chính là lần đầu tiên bước lên chiến trường, không hề kịp quan sát mọi thứ xung quanh. Rung động cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, đồng thời máu ở trong cơ thể tùy theo mà sôi trào. Đầu tường độ rộng khoảng 100 mét, đã chất đống phần lớn công cụ phòng ngự. Ở trên đầu tường là một mảnh tiếng kêu, máu tươi không ngừng bắn ra, tiếng kêu bỗng nhiên biến lớn rất nhiều. Trương Hải Vinh dũng mãnh vọt lên đầu tường. Lúc đó thì có một trạch lâm song tộc ma đao, cao khoảng 1m5 bỗng nhiên vọt ra từ đầu tường, cua đôi chân sắc bén đánh hướng một binh lính thủ thành. Trương Hải Vinh không hề do dự mà chợt quát to một tiếng tựa như sấm sét, chân trái đạp bắn người lên, đôi búa khổng lồ chém ngang tới, phốc một tiếng. Trạch lâm tộc song đao ma trong nháy mắt biến thành khối thịt vụn.
Binh sĩ được gã cứu toàn thân đẫm máu, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hải Vinh, giơ ngón tay, thân thể lung lay ngồi phịch xuống đất. Anh em Doanh Sáu có thể lui về nghỉ ngơi được rồi. Nhiệm vụ phòng ngự cứ giao cho Doanh Nhất chúng ta là được. Trương Hải Vinh hét lớn một tiếng, rồi vung đuôi búa lớn tựa như là một khối xay thịt vọt tới đằng trước đầu tường. Hễ có ma tộc nào nhảy lên là bị chém một búa vào đầu ngay. Lính Doanh Nhất thì mau chóng chạy tới vị trí trọng yếu đầu tường. Một nhóm người trông đỡ cường địch, một nhóm người thì trợ giúp người Doanh Sáu thương binh lui ra. Cả quá trình thì rất là ngay ngắn trật tự. Có nhân viên y tế chuyên môn cứu sống, cả quá trình thay quân chỉ rằng co không đến mấy phút đồng hồ. Trương Hải Vinh đứng ở trên đầu tường thành bỗng nhiên có một cảm giác hoàn toàn thân ấm áp, chiến ý tăng vọt, đồng thời linh lực ở trong cơ thể càng khởi động kịch liệt. Gã liền cúi đầu nhìn thì phát hiện quanh thân thể của mình đã bao một tầng ánh sáng màu trắng nhạt. Chính là Long Hạo Thần đi tới bên cạnh gã, mặc chỉnh tề thánh linh sáo trang, và ánh sáng trắng chính là phát ra từ người của hắn. Không chỉ có hắn mà các thành viên của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ, cả đám đều làm xong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đứng cạnh Trương Hải Vinh, Long Hạo Thần nhìn dưới thành. Tầm mắt của hắn chỉ thấy đông nghìn nghịt ma tộc, trong đó số lượng khổng lồ nhất là Trạch Lâm tộc Song Ma Đao. Một đống Song Ma Đao thì đang dựa vào chân trước sắc bén không ngừng leo lên tường thành. Binh lính ở trên đầu tường thì bằng vào đá lăn, dầu hỏa, mộc thương, các loại vũ khí khọc phòng ngự mà phòng thủ khẩn cấp. Ma tộc đại quân chợt nhìn không thấy giới hạn. Vô số song đao ma đã bị nện xuống dưới. Nhưng quả nhiên là cái đám ma tộc này đích thực là mạnh. Chỉ cần không đập trúng chỗ hiểm, hầu như có thể lần nữa tiến công. Trên đầu tường thành đang giao chiến cực kỳ kịch liệt. Trương Hải Vinh một búa đập bay một con song ma đao rồi hướng Long Hạo Thần mà nói. Là thủ hộ kỵ sĩ sao? Long Hạo Thần gật nhẹ đầu. Trương Hải Vinh nói. Đừng quan tâm chức nghiệp là gì. Theo tôi cùng một chỗ giết địch. Giết càng nhiều càng tốt. Vâng. Long Hạo Thần quay đầu nói với cả đồng bạn. Vương Nguyên Nguyên, hãy che chở cho Trần Anh Nhi. Tư Mã Tiên che chở cho Lâm Hâm. Hàn Vũ thì chú ý trị liệu và phối hợp. Chúng ta sẽ cùng kề vai chiến đấu. Cũng là bởi vì đang thủ thành không phải xông trận, nên là đội hình con thoi đương nhiên là không có tác dụng gì nhiều. May mà cũng có thể triển khai trận hình cùng địch nhân đấu. Lúc này một vầng ánh sáng mờ nhạt, bóng loáng dao động từ người của Long Hạo Thần. Tám ký hiệu kim sắc mau chóng khuếch tán, đường kính bao phủ khoảng phạm vi khoảng 20 mét. Lập tức thì trên mỗi người đều có một vòng sương mù màu vàng, hơi giống kỹ năng xúc thế của kỵ sĩ. Đây chính là Long Hạo Thần ở trong Thánh Minh Bảo Tàng Các lựa chọn một trong hai bí kỹ của thủ hộ kỵ sĩ là Tụ Quang Hoàn. Tiêu hao linh lực của một mình hắn, nhưng có thể trợ giúp tất cả đồng bạn gia tăng linh lực, khôi phục tốc độ 3%. Tiếp đó thì Long Hạo Thần hoàn toàn thể hiện ra năng lực phụ trợ cường đại của mình. Tụ Linh Quang Hoàn lại cộng thêm cả Thánh Linh Thủ Hộ, lại cả Thủ Hộ Ban Ân nữa. Ba loại Quang Hoàn kỹ năng tăng phúc trong nháy mắt hoàn thành tổng thể tăng phúc. Cùng với lúc đó thì Thánh Linh Kiếm ở trong tay phải chỉ hướng đằng trước. 10 ánh sáng màu trắng trượt lóe rồi biến mất. Ba con song ma đao nhào tới đầu tường đã lập tức bị đập bẹp rơi xuống dưới. Có Long Hạo Thần hỗ trợ, Tư Mã Tiên hét lớn một tiếng, giết! Rồi pháp trượng tựa như là Hắc Long Huy Vũ, gã không cần kỹ năng. Lực lượng cơ thể mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát. Mỗi một trượng chém ra đều biến song ma đao thành thịt nát. Vương Nguyên Nguyên thì còn hung dữ và điên cuồng hơn cả Tư Mã Tiên nữa. Cô gái này đã trực tiếp bước lên lỗ châu mai, trong tay cầm cự linh thần tấm thuẫn vũ động. Những kẻ chắn đường thì chắc chắn phải chết. Bỗng chốc thì khu vực bọn họ không một song ma đao nào có thể vượt qua được. Trước đó lúc mới thay quân thì Trương Hải Vinh đôi búa bận rộn không ngừng chém giết sảng khoái. Nhưng vừa mới có mấy giây thôi, gã liền phát hiện không còn áp lực gì nữa. Chính diện ngẫu nhiên xông lên hai con bèo nhỏ, kẻ địch hai bên cánh đều bị đám Long Hạo Thần ôm đồm. Một đoạn đầu tường dài hơn 20 mét đã lập tức sạch sẽ. Đám người đứng phía sau chuẩn bị trợ giúp, thấy thanh niên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ cuồng mãnh như vậy, cả đám liền trợn mắt há hốc mồm không biết nên phải làm sao. Còn đứng đờ ra nhìn cái gì? Còn không mau đi hỗ trợ những người khác đi. Trương Hải Vinh mắng một câu, trong lòng thì cũng thầm kinh hãi. Không uổng là tinh anh của săn ma đoàn. Nhóm tinh anh này hẳn là lần đầu tiên ra chiến trường, lại chẳng chút luống cuống đã lập tức tiến nhập trạng thái. Cái tên đầu chọc được mình chú ý thì mặc áo choàng mục sư. Gã vậy mà là mục sư sao?
lại còn có nữ thuẫn chiến sĩ nữa. Cái tâm thuẫn của cô nàng thì hơi lớn một chút. Hơn nữa nhìn cô nàng vung vẩy như vậy, quả thật giống như là một cái búa siêu cấp khổng lồ. Đầu tường dài hơn 20 mét có Long Hạo Thần, Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên ba người là đủ. Gậy trúc ở trong tay Thải Nhi thì chấm đất, yên tĩnh đứng đằng sau Long Hạo Thần. Nhưng ngũ giác của nàng thì mở rộng, cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Hàn Vũ thì cũng không nhàn rỗi gì. Gã đã hoàn thành triệu hoán tà nhãn. Một luồng ánh sáng màu đỏ từ mắt của tà nhãn phóng ra, không ngừng quét đầu tường thành, đích thị là chân ác nhãn. Cũng bởi vì trong đoàn đội không có chân chính mục sư, chỉ có thể dựa vào tà nhãn sử dụng chân ác nhãn. Đây là việc bất đắc dĩ. Tuy nhiên phạm vi của chân ác nhãn quét thì hình như là vẫn không nhỏ. Bán kính khoảng cả 100 mét cơ. Quét trái rồi lại quét phải. Hai bên trong vòng 100 mét đều bị chân ác nhãn chiếu rọi. Chủ yếu là để đề phòng có ma tộc địa miễn tộc ẩn hình giả, là một loài cường đại ma tộc đột nhiên tập kích. Hàn Vũ và Lâm Hâm lúc này cũng đã xâm nhập chiến đấu. Chẳng qua là họ không trực tiếp giết địch mà thôi. Từng vòng ánh sáng vàng thì không ngừng phát ra từ thanh trọng kiếm ở trong tay Hàn Vũ. Chính xác là rơi vào các chiến sĩ đang bị thương ở hai bên. Y dùng là kỹ năng trị liệu cơ bản của thủ hộ kỵ sĩ, trị liệu quang, tiêu hao một ít linh lực. Dưới tác dụng của tụ linh quang hoàn của Long Hạo Thần, hầu như là có thể duy trì linh lực không giảm thấp. Trị liệu quang này tuy không thể chữa khỏi trọng thương, nhưng mà cũng giảm bớt đau đớn, chậm lại vết thương và tiêu trừ bình thường độc tố. Hơn nữa có quang chúc phúc là khắc chế ma tộc, có trị liệu quang trợ giúp nữa. Như vậy các chiến sĩ doanh nhất thì sức chiến đấu bỗng nhiên tăng lên nhiều. Thấy phía bên này Hàn Vũ phụ trách chăm sóc, Lâm Hâm thì cũng thể hiện ra tác dụng của mình. Hơn nữa còn khiến cho đồng bạn kinh ngạc vô cùng. Pháp trượng hỏa vân tinh của y thì huy vũ, một đám hào quang màu đỏ rực bay ra. Mỗi một đóa hỏa quang đó đều rơi chính xác vào trên người của các chiến sĩ. Ánh sáng đỏ ngưng tụ thành hỏa diễm giáp. Khi mà Trạch Lâm tộc Song Ma Đao công kích các chiến sĩ, chỉ cần tiếp cận họ 1 mét thì sẽ xuất hiện hiệu quả cháy bỏng ngay. Kỹ năng này tên là hỏa diễm giáp, năng lực phòng ngự. Trên cơ bản thì không khác gì linh quang cháo của kỵ sĩ cả, nhưng có phụ thêm cả hỏa chúc phúc công kích. Khi mà kẻ địch tới gần đều bị chịu ảnh hưởng, là ma pháp cấp 2. Phải biết rằng là hỏa diễm khải này tuy tiêu hao linh lực không nhiều, liên tục thời gian chỉ có 30 giây, nhưng nó chỉ là kỹ năng đơn thể. Ấy vậy mà từ tay của Lâm Hâm lại là có hiệu quả kỹ năng quần thể. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ sáng tựa như là pháo liên tục phụt ra từ hỏa vân tinh, bay đến ở bên chiến sĩ thiêu đốt lên. Chẳng những là tăng cơ hội sống sót cho các chiến sĩ mà còn tăng cường lực phá hoại nữa. Chỉ một chốc lát sau đó thì có hơn 50 chiến sĩ được Lâm Hâm chiếu cố. Về phần Trần Anh Nhi thì đương nhiên là không giống như trước rồi. Ở sau lưng của Vương Nguyên Nguyên dùng thanh âm thánh thót ngâm sướng chú ngữ. Thủy tinh cầu ở trong tay của nàng tản ra ánh sáng nhu hòa. Các chiến sĩ danh nhất này thì làm sao có thể đoán ra được là cô gái nhìn vô hại này đã từng triệu hoán ra tà nhãn thủ lĩnh. Địa ngục tam đầu khuyển toàn là những ma thú cấp 8 cường đại. Lúc này chủ lực công thành chẳng qua chỉ là Song Ma Đao mà thôi. Ưu điểm của Song Ma Đao là số lượng. Tuy rằng năng lực leo lên khá, nhưng đối diện với cả đám Long Hạo Thần cường giả cấp 4, cấp 5 thì tựa như là dao sắt hành tây vậy. 7 người Long Hạo Thần thì liên tiếp công kích kèm theo hiệu quả phụ trợ, lao một đoạn tường thành rộng chừng khoảng 100 mét, mà phạm vi phòng ngự của doanh nhất tổng cộng chỉ có 200 mét. Nên là các chiến sĩ doanh nhất thì cảm thấy hôm nay trên chiến trường nhẹ nhàng chưa từng có. Đặc biệt là những chiến sĩ được Lâm Hâm phụ trợ hỏa diễm giáp thì ra tay giết sướng cực kỳ. Nhưng mà Trương Hải Vinh thì lại buồn bực. Nhóm của Long Hạo Thần mạnh mẽ hưởng ứng sức chiến đấu của gã. Hơn nữa làm thân binh, Long Hạo Thần còn cố ý lo bên gã. Thỉnh thoảng chém quang trảm kiếm, quét đi một mớ Song Ma Đao. Làm cho Trương Hải Vinh hôm nay thì giảm mạnh cơ hội vung búa. Doanh trưởng à, ma tộc chỉ phái ra Song Ma Đao công thành thôi sao? Long Hạo Thần vừa chiến đấu vừa hỏi Trương Hải Vinh cách mình không xa. Trương Hải Vinh bèn nói, đây chỉ là mồi nhử thôi, làm chúng ta mệt mỏi. Ma tộc sản sinh loại Song Ma Đao này với số lượng cực kỳ nhiều, nên là tiêu hao thực vật cũng lớn. Mà chủng tộc của chúng hiểu trồng trọt rất là ít, chỉ có thể nô dịch nhân loại chúng ta. Nhưng mà lương thực thì như cũ có hạn, mà ma tộc lại là ai cũng như nhau. Bởi vậy khi mà số lượng quá nhiều thì sẽ phát sinh chiến tranh. Một là sẽ lợi dụng chiến tranh để mà cướp đoạt, hai là bởi vì giảm bớt gánh nặng nhân khẩu.
Việc như vậy chỉ có chủng tộc lãnh huyết như là ma tộc mới có thể làm được mà thôi. Những song ma đao này thì nguyên bản chính là đi chịu chết đó, nhưng mà cũng có tác dụng. Song ma đao thì ở không ngừng chiến đấu có thể tiến hóa. Chỉ cần một lần tiến hóa, thực lực song ma đao sẽ khác biệt. Đồng thời thì chúng ta cũng không biết là cường đại của binh chủng ma tộc khi nào ồ ạt sẽ tấn công. Bởi vậy mà cường giả bên ta luôn ở trong tinh thần khẩn trương chờ đợi. Tổng thể thực lực chúng ta thì xa không bằng ma tộc, không có biện pháp chủ động tấn công. Khi mà đối phương chiến thuật kéo dài thì rất dễ dàng tạo ra tinh thần mệt mỏi cho cường giả bên ta. Đến lúc đó thì ma tộc phát động tổng tiến công thì khó mà đỡ được đó. Long Hạo Thần kinh ngạc mà nói: những ma tộc thông minh như vậy sao? Trương Hải Vinh một búa chém nát một con song ma đao rồi nói: à thì cũng bởi vì đa số ma tộc là từ nhân loại chúng ta biến dị mà thành bà. Giống như là bọn lỗ khắc tộc tiềm phục giả, hay là địa miễn tộc ẩn hình giả đó. Long Hạo Thần gật đầu mà nói: địa miễn tộc ẩn hình giả thì đúng là rất là âm hiểm. Nếu như là không có chân thực nhãn hỗ trợ thì coi như là cường giả cũng có thể bị tập kích thành công rồi. Trương Hải Vinh cười cười mà nói: cậu không hiểu rồi. Ở trên chiến trường thì địa miễn tộc tác dụng xa không bằng lỗ khắc tộc đâu. Khi mà xuất hiện phần lớn lỗ khắc tộc, chúng ta phải xuất động đủ ma pháp sư. Nếu không mà một khi bọn chúng từ dưới đất tập thể công kích binh sĩ, trong chớp mắt sẽ thương vong thảm trọng. Đối với cả bộ binh chúng ta thì lỗ khắc tộc chính là ác mộng đó. Lại nói thì song ma đao không uổng là ma tộc đệ nhất đại tộc. Tuy rằng không có địa vị nhưng mà số lượng không hề nhỏ. Dưới thành lúc này thi thể chồng chất như núi. Mắt quét quanh chỉ thấy ngoài thành song ma đao như cũ hằng hà vọt tới. Tuy rằng đã là đêm tối nhưng đầu tường khu ma quan thì đèn đuốc sáng ngời. Thông qua thời gian chiến đấu này thì Long Hạo Thần cẩn thận quan sát. Khu ma quan chiều rộng khoảng hơn 2000 mét. Đối với cả một tường thành mà nói dường như là độ rộng không hề nhỏ. Nhưng đối với cả ngự ma sơn mạch khổng lồ thì chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Chính là khu ma quan muối bỏ biển này đã cản trở ma tộc mấy ngàn năm nay đó. Khu ma quan tổng thể dựa núi mà xây. Hai bên đều có vách đá bóng loáng như gương. Những vách đá này đều có trọng binh canh giữ. Cũng chính vì nhờ cậy địa thế mà từ bên trong xem ra khu ma quan đầu tường khoảng 100 mét thôi, nhưng bên ngoài lại cao gần 300 mét. Độ dày tường thành tuyệt đối vượt qua 100 mét. Ở bên trên khắc các loại trận pháp dùng để kháng công kích ma pháp. Một tòa hùng quan như vậy có 8 vạn cường giả lục đại thánh điện trú đóng. Còn có hậu phương không ngừng bổ sung vận chuyển. Từ chính diện thì rất khó công phá, coi như là 100 vạn đại quân cũng không hề dễ dàng. Đúng vào lúc này thì một tiếng giống vang lên từ sau lưng mọi người. Long Hạo Thần liền lướt mắt sau lưng, kinh ngạc phát hiện Trần Anh Nhi đã hoàn thành triệu hoán ra sinh linh môn. Tuy rằng Trần Anh Nhi triệu hoán không đáng tin cậy, nhưng giống lần đó triệu hoán ra con cừu nhỏ xác suất là quá ít. Tóm lại là triệu hoán ma thú đẳng cấp gần bằng nàng thì có khả năng lớn hơn. Lúc này thì một con ma hùng cao khoảng 3 thước, toàn thân màu xám thiết, hai cánh tay vung vẩy ngang nhiên đi ra khỏi sinh linh môn. Đây chính là ma thú cấp 5. Tuy không có kỹ năng thiên phú gì, nhưng ưu điểm ở chỗ là có thể chịu bị đánh. Ngược lại rất là thích hợp cho tình hình thủ thành. Trần Anh Nhi liền chỉ huy thiết cánh tay ma hùng này lắc lư đi đến một bên, rồi vung lên tay gấu to như là quạt mo, đánh bay một song ma đao xông tới. Đến lúc này thì đoàn viên của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ thi triển hết năng lực, phụ trợ tướng sĩ doanh nhất hoàn toàn ổn định khu vực phòng thủ. Tư Mã Thiên lúc này đột nhiên quay đầu hướng Long Hạo Thần mà hô: đoàn trưởng, kêu gọi Hạo Nguyệt đi ra đi. Đây chính là lúc mà tốt kiếm công huân đó. Lúc trước bọn họ bởi vì tạm trú tại phủ chấp chính nên là để Hạo Nguyệt ở lại. Long Hạo Thần thì không kịp triệu hoán nó đi bên người. Giờ đây nghe Tư Mã Thiên nói như vậy thì Long Hạo Thần trong lòng máy động. Đúng là như vậy. Có khu ma quan tường thành phòng ngự chắc chắn như vậy, hậu phương không phải lo nữa. Cho dù linh lực tiêu hao hết thì họ cũng có thể là thong thả lùi về phía sau. Bên dưới lại là một đám song ma đao thì vô hạn. Lúc này bạo phát lực công kích chẳng phải là điều tốt nhất hay sao? À, chẳng lẽ bọn họ còn có chiêu nào nữa khác sao? Trương Hải Vinh giật mình liếc Long Hạo Thần. Vừa lúc thấy hắn lóe lên ánh sáng màu tím. Ngay sau đó là một thân hình khổng lồ hiện ra từ sau lưng của hắn. Hình tượng của Hạo Nguyệt thì tuyệt đối là gây rung động rồi. Thân dài 4 mét, tứ chi to khỏe,
lại thêm vào ba cái đầu độc đáo, vừa ra thì mắt liền chấn động toàn trường. Không cần Long Hạo Thần mở miệng nói gì, một người một thú tâm linh tương thông, Hạ Nguyệt ba đầu phóng lên tường thành, rồi quang tiễn, rồi đao phong, rồi hỏa cầu, hoàn toàn là trạng thái thuấn phát, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác nữa, không hề uổng phí một phát nào. Mỗi một ma pháp đều chính xác bắn trúng một song ma đao. Một loạt oanh kích, song ma đao không ngừng leo lên, cứ như vậy mà rớt xuống một mớ. Đây chính là tác dụng cực mạnh của ma pháp ở trên chiến trường. Nếu như phải so sánh với bất cứ một săn ma đoàn nào công kích chủ yếu đến từ ma pháp sư, đương nhiên là ngoại trừ quái dị săn ma đoàn số 1 cấp sĩ này rồi. Khi mà triệu hoán sư triệu hoán ra ma thú hay là tọa kỵ của kỵ sĩ, trong lúc giết chết ma tộc cũng sẽ tính giá trị công huân. Lệnh bài công huân tương đương với cả trang bị linh ma cấp, buộc định huyết mạch, đồng thời buộc định tất cả khế ước. Nếu không nó sẽ không cao cấp như vậy, bên trong còn có pháp trận kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ nữa. Vốn là Long Hạo Thần không giết nhiều địch, nhưng mà khi có Hạ Nguyệt gia nhập rồi thì không người nào có thể so sánh bằng hắn. Hạ Nguyệt ba đầu phóng ra toàn là ma pháp cấp 1, cấp 2, đối phó với cả song ma đao đã là đủ rồi. Và cũng bởi vì phạm vi ma pháp bao trùm quá rộng, liên quan Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên đều nhích sang một bên, nếu không thì bọn họ sẽ thành kẻ ăn không ngồi rồi. Về phần tụ linh quang hoàn của Long Hạo Thần thì tác dụng rất là tuyệt diệu. Mọi người đối phó song ma đao đương nhiên là sẽ không dùng kỹ năng mạnh. Có tụ linh quang hoàn phụ trợ, như vậy thủy chung thì ổn định trạng thái, không bị mất nhiều linh lực. Đối với cả cường giả cấp 4, cấp 5 như bọn họ, chỉ cần có sung túc linh lực, tiêu hao thể lực có thể thông qua linh lực để mà bù đắp. Bước lên chiến trường dĩ nhiên không chỉ có săn ma đoàn nhóm của Long Hạo Thần rồi. Thời gian trôi qua thì không xa ở trên đầu tường thành cũng thỉnh thoảng xuất hiện vài hình ảnh đám Long Hạo Thần quen mắt. Ví dụ như là chiêu bài thực vật công kích của Bạch Hiểu Mạc, rồi ngẫu nhiên lại thoáng hiện quang chúc phúc linh lực dao động. Còn có cả Hoàng Nghị thổ hệ ma pháp, rồi vân vân và mây mây nữa. Thủ thành thì đều là bộ binh, tuy không phải là 10 bộ binh doanh đều leo lên đầu tường thành, nhưng mà ít nhất có tới hơn 5. 5 doanh, 5.000 bộ binh, coi như là lúc trước cũng có dư giả đối phó với cả bọn song ma đao, huống gì lại có 5 săn ma đoàn gia nhập nữa. Thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng ma pháp, rồi ngẫu nhiên xuất hiện hào quang trị liệu, đã giảm bớt không ít áp lực cho bộ binh. Tân săn ma đoàn lần đầu tiên hiển lộ ra thực lực của mình. Khác với cả lúc thi đấu tại Thánh Thành, hiện tại thì bọn họ phải đối mặt với cả địch nhân thật sự, không cần phải lo lắng nương tay nữa. Loại binh chủng ma tộc song ma đao thấp kém đã trở thành hòn đá mài dao của bọn họ.